Anh mến chào các bạn nha. Nay mình theo anh Sự mình lấy lú dạng như này cũng thuộc ngoài biển mà dạng hàng dàm nữa. Này cũng kia ra mấy theo cũng ra lưới giờ cũng ra cũng nhiều. Đi thường ngày mấy lít xăng? Bữa chạy nhiều thì 2 lít còn chạy giữa 1 lít. Đây dàm này dàm mũi thôi mà chứ tối mình quay cũng khó, gần gần khu du lịch. Lần cho giữa mình xài nhiều neo không anh? Xài nhiều neo không? Ghẹ cu đá rồi lần này chối không? Này cái 200 ngàn. Ghẹ lớn này có 200. Ghẹ lớn giờ có 200 anh. Ghẹ cua đá. Bỏ ngoài ghi ngoài hả? Cái này được không? Được. Kẻ nó kẻ nó kiếm lưỡi. Cỡ. Con nào bao giờ kiếm lưỡi ra được? Tua. Tua sống có ghi không? Có chung thùng mé luôn. Đây đồ bổi luôn vậy. Cái lưỡi. Cái lưỡi cái đầu. Đây bốn cái này chụp cái đó. 100. Nha, cá luôn đi thằng. Ừ. Đó. Ngát lại. À chưa thanh. Được nó biển hơi nhỏ. Hai ghẹ cũng nhiều. Bước lên được xuống chà bá. Đây bán xuống chết không? Tí mình thả lại luôn không? Đó đổ nước vô gọng mực cái xú hả? Đây dính mấy con mực kiệm vô còn sống vậy thôi. Cút chỉ. Gẹo gì nữa? Gẹo xi sam. Đây, bỏ đây hỏi đèn. Bự không? Y không vô. Chối không? Có vậy đâu. Không chối luôn, để gì luôn hả? Cứng. Không đem dây theo chối hả? Mới hết dây. Cua nó ghẹ oxy được không? Thường bắt bây giờ bắt bao nhiêu gam anh?
nghề cũng đá trứng này cũng thả thôi, sinh đẻ rồi lại hay vậy. Sú nữa, này cũng có sú nhiều. Sú này thay nhỏ hơn. Nay vô tôm hùm nữa. Con vậy đó. Năm rồi mới ký ngoại ký á. Cỡ chung. Này thì gọng sống không? Gọng sống. Bỏ vô gọng chứ con mấy con gẹn. Này vô sú quá trời. Sú bự luôn mà. Sú lớn gì chắc cỡ 200 mấy rồi. Này đây cái ốc ngân hồn. Ốc lớn giờ ăn cũng béo. Giờ nhỏ ít. Quăng cái thùng trước. Cũng gần dàm nhưng không phải cũng bữa neo mà. Neo đây giờ thường thường cũng 10-12 cái dây. Xài phao nhỏ. Cái mú này gặp sống nuôi rồi. Sao có ổ bự đó vậy. Nãy giờ được 4 mà xuống bành bành không ạ. Hai số bự nhiều. Hai lấy cái đồng bắt xuống cái mũ bỏ trong cái giọng dưới sông luôn anh. Tùng nè. Mệt quá. Tùng này là ở. Quay mặt mày. Bự. Ê da. Nghe đi. Này mới thì dính tôm hùm nè. Hùm này bé. Vô rộng đổ 4-5 con sam không nào bán được hết. Lớn gì vậy? Bữa làm 2-3 con ấm ha. Ừ, hổm con qua cái anh đổ dắp 8 con luôn á. Giữ trời vậy đó hả? Mà không có đồng nhất gì không à. Thịt lớn nha các bạn. Cầm luôn đi. Cũng vô hệ. Này vô hệ, này 178 gram hay nhất. Không lấy động rồi bỏ vô thùng á. Này đặt hơi dính đầu con hay con cái là ấm liền. Con gà nó gác quá. Trùng quá. Lúc bắt quái này gì hai đầu kéo hai đầu vũ đổ hai đầu vũ đổ. Vô cái bụi nhiều quá. Dính gai. Cá này dính nhiều hoa quá. Rộng này tí mình cũng thay nước lại thôi. Chắc nước thì nước mới vậy. Cho nó sạch, nó gọng sống để lâu. Tại này không xài oxy. Vô gọng thùng nước vô diện tí. Vô bán luôn. Bước vô còn 4 năm sao mà. Cái này. Có được con cái. Cái mà làm kẹo thành nước. Hai con cái này ui. Mấy con tua. Các bạn có loại gì? Sao bị chậm. Cái này. Trứng. Trứng. Cô đơn một mình nhà lớn nhà đá thường cả 60 gram lên bắt bán để đâu gây oxy đâu để đây nè nhỏ không là bự mà
kia. Mở nó có thịt không? Mượn hồn. Mình xử rút xong rồi thả luôn nha. Chạy mình thả mình luôn. Dây này nhiêu cái anh? Này anh chia ra để hai chỗ, dây này cũng bốn mấy cái. Mấy cái sáu nèo. Này vừa chạy vừa bủa luôn á. Này anh Sự anh làm gặt cũng gần mấy bờ nên xài máy xuồng nhỏ chứ không có lớn. Vỏ mình chạy chút rồi quăng chịu neo rồi cho thẳng lú. Mình giờ đang làm bờ kè dọc vào biển nữa nhiều các bạn. Rút cũng gần nhà nên chạy vô bỏ mấy đồ hải sản để sống nó vô này, để nhà để lâu quá sợ chết. Cái gì? Rộng lại hả? Rồi, nẻ hả? Xuống này xuống bộ. Phải văng xuống sống gì nè. Dạ. Rồi dính này gì vậy? Nó đổ. Mới bồn rồi đó nha. Nhiều rồi cũng 400-500 rồi không? Thử chia hai dây các bạn. Giờ hồi phi làm bên dầm mũi, giờ cũng mừng hừng sáng rồi rút dầm sấy mình đây. Cái vỏ giờ chéo xuồng lớn lớn cũng xài hơi xài ben. Dạm này cũng đặt ngoài biển mà cũng gần mấy bờ chứ không phải đặt xa như lúc trước mình đi với anh Tài đâu. Mé nhìn thấy hồng phai cũng gần, chị vỏ này cũng hơi lâu. Tôm cá thì không có hút mà. Này ở đây sắt nhiều. Kia nãy thì xuống rồi với bạc, nãy xuống con bồn. Đây tôm sắt nhiều mới kéo ba con cái. Hai cái thôi. Hai cái. Đẹp đẹp tôm nó hàm. Sắt không? Sắt này giờ cỡ mấy anh? Này nhỏ lớn dùng sòn 45.000 solo. Dạ. Tháng nhiều. Cái này cần chú bút chơi xịn. Mà không quá chơi quá. Chơi. Xài không giờ ở nhà xài dữ à. Không có vợ. Này dây này chỉnh hơi nhiều nữa. Thật sự đây trong ngoài cái lú cũng độ cũng nhiều.
khi chiều ngoài 2 triệu, khi 3 triệu mấy cũng có. Anh đặt cũng vòng vòng gần mấy biển. Biển thấy xa đang thui vậy là thấy mưa lớn dưới. Tại gió này xuôi dưới cũng đỡ mưa lớn. Túi cũng thế. Chỗ này tôm rất nhiều. Dây này cũng chỉnh quá trời chỉnh. Đổ cái đầy thùng luôn. Sự anh chia là mấy dây, rút khi dây nãy 40 dây được 30 mấy. Chia rồi mình rút xong rồi mình bỏ đánh lại liền gì. Mời ra rút tiếp. Khi nhảy nước hai nước khi chưa anh thăm thêm buổi nữa. Như làm đây tới khoảng 11, 12 giờ ra anh thăm thêm buổi vậy. Đây dòm sẹt bụi ra ngoài góc móc mũi rồi đó. Con so là đuôi tròn vậy đó. Với thừa nó nhỏ cái này nè, đặc biệt nó so đuôi tròn vo nữa. Mình nhìn quen dễ biết lắm. Để ông lấy sạp nha bạn. À. Sam đuôi tam giác nó hay dài hơn. Coi cạnh nè, con so đuôi tròn vậy. Con so này cũng hiếm, ít dính. Đuôi tròn vo đó. Trong nghề là mình ăn thường là biết liền à. Bạn nào chưa biết so, nhìn so kỹ đuôi tròn vo với hơi lùng hơn kia chút. Cho bên đây này đã đuôi tam giác cho con sam nên nó ăn chết, thường thường chết là mấy con so này có độc. Lần đây tôm sắc nhiều, nãy giờ tôm sắc sam đi cặp là nó bờ với đuôi này thôi. Đực lúc nào nhỏ hơn cái vậy, nó bờ ở trên đó. Nó đu theo gì đó kẹp mẹ có trứng không ta, hai con đi cặp gì không, nó đu như sam. Con đực lúc nào cũng nhỏ chạy gì. Hôm nay anh sự đầy cả các con này, này lựa tôm gác thì lộn xộn hết trơn, nhà phân loại ra. Mưa nay vừa vô gần tới mưa quá trời. Đây không người sàn nước gồng xúc cho bớt. Này tôm bạc là tối rồi lừa rồi. Mấy đồ đốc như thế. Bác không lừa. Lập lại ra, lập lại cho có thâu đủ tí nữa thôi. Đâu có cây lập lại đâu mà đập. Đây nè. Ừ, chỗ đó. Nhiều không? Cho chúng đổ đây lừa luôn. Ăn đâu chưa? Gà phía. Gần biển tôm sắt ghẹ
chơi rồi tôi sống về cuộc rồi. Thả lên muốn thôi gì bán nữa kìa. Chú đầu tư sống gì không? Tôm không hả? Mình xin kết thúc clip đây các bạn. Bạn thích thì đăng ký và chia sẻ cho mình ha. Cảm ơn các bạn.